Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Ngày hôm nay thì đã là ngày 22 Tết rồi anh em ơi. Tình hình thì trong những cái ngày gần Tết như này thì các bạn đang rất là vui vẻ. Đấy, các bạn có thể là học một vài ngày nữa thôi, thế anh em cũng sẽ được nghỉ Tết này. Đấy, Tết thì nó là một cái điều rất là vui vẻ với tất cả các bạn. Nhưng mà năm nay thì thật sự là năm nay là một năm không thành công của mình các bạn ạ. Nên là ngay cả là bảo là có tiền về quê ăn Tết thì mình cũng không có tiền để về quê ăn Tết nữa anh em. Đâm ra thì năm nay sẽ là một cái năm đầu tiên mà mình đúng kiểu như là ăn Tết với game Free Fire luôn vậy anh em ơi. Hôm nay thì trong cái video này Kẹo muốn tâm sự với mọi người. Vâng, lời đầu tiên thì Kẹo xin lỗi tất cả là hơn 1,6 triệu người đăng ký nha. Trong cái thời gian mà mình có livestream ấy thì mình làm cho anh em xem những cái nội dung trên YouTube là nó không được có chất lượng lắm. Tức là trong cái quãng thời gian đó thì mình chỉ có cắt những cái video livestream, những cái top 1 từ livestream ra, mình đăng video, mình làm video cho anh em xem ở bên YouTube. Thì nó là một cái câu chuyện đáng là buồn. Mình xin lỗi tất cả mọi người nhiều là đã không quan tâm đến mọi người, là mình chỉ có cắt like, mình up video lên kênh YouTube. Thật sự thì từ đó là kênh của mình càng ngày thì càng ít view đi. Ngày hôm nay tâm sự với anh em đó là chủ đề bệnh người nổi tiếng. Mình thì cũng đã mắc phải cái căn bệnh này. Và hầu như thì ai nổi tiếng người ta cũng rất là dễ để mắc phải cái căn bệnh người nổi tiếng. Đó là khi trước đây mà mình làm những cái nội dung mình up bên YouTube, tất cả là đều vì những cái đam mê của mình mọi người ạ. Tất cả là đều vì cái sự yêu thích game, mình muốn chia sẻ đến với mọi người. Nhưng rồi đến một khi nổi tiếng, mình đã từng là YouTuber sở hữu một cái cộng đồng fan lớn nhất trong game Free Fire luôn. Ngày trước thì mình làm video đó là dành tất cả mọi thời gian mình chơi game, sau đó là mình bình luận, mình edit những cái ảnh thu nhỏ, mình làm video cho anh em xem với những cái content mà mình tự sáng tạo ra. Đấy, xong là cái quãng thời gian mình bắt đầu livestream, mình bỏ bê kênh YouTube, mình chỉ cắt livestream, mình vứt sang thôi, nên là cái số lượng view cũng như là số lượng người đăng ký của kênh mình nó đã giảm mạnh luôn. Và 3 tháng gần đây thật sự là rất là nhiều anh em lãng quên cái tên Sĩ Kẹo. Trong cái số mà hơn 1,6 triệu người đăng ký đấy, thì cái quãng thời gian 3 tháng gần đây thì hầu như là mọi người rất là ít xem video của mình. Cái thời gian trước đây khi mà cái tên Sĩ Kẹo nó chỉ là một cái kênh Sĩ Kẹo vài chục nghìn người đăng ký thôi. Nhưng mà mình làm YouTube với tất cả đam mê. Mình làm YouTube, mình sáng tạo trong mỗi nội dung mình đăng lên kênh YouTube. Nên là từ cái lúc mình livestream mình đã lơ là những cái điều này. Mình lơ là người xem, hầu như là mình không quan tâm đến cảm xúc của người xem. Mình không quan tâm đến những comment của người xem. Trước đây thì khi mà mình mới bắt đầu làm YouTube thì phải nói thật sự luôn, hầu như là bình luận nào thì mình cũng sẽ thả tim này. Sau đấy là bình luận nào thì mình cũng sẽ trả lời anh em. Cho đến cái lúc mình thật sự là mình chỉ cắt like, mình up video lên thì cái quãng thời gian đó chính là cái quãng thời gian kênh của mình nó tụt view nhất luôn. Kênh của mình nó đi xuống nhất luôn. Số lượng người đăng ký thì giảm rất là nhiều. Mình thật sự là mình buồn vì điều đấy, nhưng mình cũng đã cố gắng. Mình làm lại video cách đây tầm khoảng là gần 2 tháng nay. Mình đã làm lại video, nhưng rồi thì cái hiệu quả nó không được cao. Đơn giản là vì cái chuyện kênh YouTube của mình nó bị mất đề xuất. Thì một tuần nay mình thật sự là mình đã chán. Mình đã nghĩ rằng là mình sẽ bỏ YouTube, mình ra ngoài mình chạy xe ôm, nhưng được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nên là mình bây giờ hiện tại thì mình vẫn chạy xe ôm, nhưng chỉ là một cái nghề phụ thôi. Mình chạy phụ thêm để có thêm tiền nạp game vào cho anh em, để quay những cái skin súng này, quay những cái bộ trang phục cho mọi người coi này. Phải nói thật sự luôn là mình xin lỗi tất cả mọi người nhiều vì đã không quan tâm đến mọi người trong thời gian qua. Mình muốn là tất cả mọi người trong cái cộng đồng fan của mình, chúng ta là một cộng đồng chứ không phải là những cái cá nhân riêng lẻ. Dạo gần đây thì mình làm những video đó là tâm sự nhiều hơn với mọi người, để mọi người có thể là hiểu hơn về con người của mình. Và mong muốn rằng là các bạn fan trên kênh của Kẹo này, các bạn yêu quý mình từ cái tâm hồn mình, các bạn yêu quý mình bởi vì là các bạn thích mình, các bạn thích cách nói chuyện của mình, các bạn thích xem mình chơi game, chứ không phải là mình là một con người nổi lên, không phải là nhờ việc mình chơi game giỏi. Trước đây thì mình cũng hay tâm sự với mọi người nhiều, mình hay hướng dẫn mọi người chơi game đây. Nhưng mà đấy, cái quãng thời gian mình bắt đầu livestream chính là cái quãng thời gian tàn phá kênh Sĩ Kẹo của mình nhất. Và thật sự là mình lơ là anh em, mình không quan tâm đến nội dung bên YouTube, là mình xin lỗi mọi người nhiều. Mong rằng thì thời gian tới đây, tất nhiên là mình cũng sẽ làm những video hay ho cho anh em xem này, cũng có là try hard chơi game này, cũng có là tấu hài này, cũng có đó là những cái video tâm sự như thế này. Mong rằng là những bạn yêu quý mình thì các bạn có thể là like, các bạn chia sẻ cho video này, cũng như là các bạn yêu quý mình như cách mà Kẹo đang yêu quý các bạn hiện tại đây. Là mình rất là chăm, mình thả tim comment của mọi người này, tranh thủ dép những cái comment của các bạn nhá. Rồi nha mọi người. Và ngoài kia bao la sóng gió, nhưng mà mong rằng thì các bạn đừng bao giờ quên cái tên Sĩ Kẹo này nhá. Thật sự thì phải nói một điều rằng là mình rất là may mắn trong một cái cộng đồng game nhá mọi người nhá. Điều may mắn đầu tiên đó chính là mình là một trong những người làm về nội dung Free Fire đầu tiên trên YouTube luôn anh em ạ. Đấy, cũng là một cái sự mà mình chả biết như nào nữa, nhưng mà tình cờ là mình có bén duyên với game Free Fire. Thôi, nói chung là mình có bén duyên để làm YouTuber anh em ạ. Tức là mình cảm thấy là game Free Fire lúc đó thì cũng chỉ là những cái lúc sơ khai về game thôi. Game ngày xưa thì đồ họa không có đẹp như bây giờ, cũng như là hệ thống nhân vật là nhiều thứ nó không có ngon như bây giờ nữa. Và mình truyền cảm hứng cho anh em chơi game Free Fire. Mình là một trong những người truyền cảm hứng cho anh em chơi game Free Fire. Thì mình làm được điều đó mình rất là vui luôn, bởi vì là một cái game Free Fire nó mang cho mình rất là nhiều thứ. Đấy mọi người ạ, nó mang cho mình một cái cảm xúc mãnh liệt khi mà mình chơi game Free Fire. Ngày trước thì cuộc sống của mình nó có rất là nhiều những cái áp lực. Nhưng mà khi mình biết đến game Free Fire, mình chơi game Free Fire, biết đến Free Fire là do game của một studio. Tức là chúng ta là người Việt tạo ra game Free Fire luôn. Thật sự là mình thấy rằng là rất là ấn tượng game Việt Nam của chúng ta đây mọi người ơi. Nên là một phần là mình cũng chơi game Free Fire để ủng hộ cho Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì phải nói là game Free Fire đã có mặt tại rất là nhiều quốc gia, đã có rất là nhiều những cái giải đấu lớn nhỏ luôn. Thật sự là một game thành công mọi người ạ. Và mình là một trong những người truyền cảm hứng đến với anh em, cũng có góp một phần nhỏ giúp xây dựng cái cộng đồng Free Fire trở nên ngày càng lớn mạnh hơn. Thì ngày trước phải nói là cái tên Sĩ Kẹo được rất là nhiều mọi người yêu quý. Đi đâu thì chỉ cần nhắc đến Free Fire các bạn nhắc đến Sĩ Kẹo đầu tiên. Nhưng đến bây giờ thì mọi thứ nó đã khác. Nhưng mà cái quãng thời gian gần đây thì mình trở lại với anh em đây. Một tuần gần đây thì mình đạt rất là nhiều lượt xem từ các bạn đây, cũng bởi vì là những cái tâm sự của mình. Tất nhiên là thời gian tới sẽ làm nhiều video tâm sự hơn cho anh em xem, và tâm sự về cái chuyện nghề nghiệp này, những khó khăn khi mà Kẹo làm YouTube này, cũng như là những cái giá phải trả hay là mình đã phải bỏ qua, mình đã phải mất những gì để làm được YouTuber. Và thật sự là Kẹo không dám nói đến chữ thành công, bởi vì thì các bạn biết không, làm YouTuber thì nó cũng như bất cứ một cái ngành nghề gì trong cuộc sống vậy. Rồi ok, khi các bạn còn yêu quý mình thì mình có fan, mình có lượt xem. Và khi các bạn hết yêu quý mình, bởi vì là cuộc sống mà anh em, đâu phải là tất cả mọi thứ đều được như ý muốn của mình. Nhưng mong rằng thì sau những cái video thế này các bạn sẽ hiểu hơn về Kẹo hơn, cũng như là Kẹo muốn chúng ta gắn bó mình với lại những fan của mình. Chúng ta sẽ là một cộng đồng, chúng ta là gia đình. Một lần nữa trong video này thì mình xin lỗi tất cả mọi người nha, bởi vì là mình đã không quan tâm đến ý kiến của anh em, mình đã lơ là anh em. Và rồi anh em ơi, ngày hôm nay thì trong video này mình thật sự là rất là vui. Và cũng gần đến Tết rồi anh em nhờ. Thì chắc là vài ngày nữa là anh em được nghỉ học thôi. Thì uầy, thật sự là những ngày mà mình cảm thấy là chắc là rất là phê đấy. Ngày trước thì mình rất là mong Tết đến. Tết đến thì không phải đi học này, rồi là đấy, chỉ cần là ở nhà chơi game này, ăn bánh kẹo này, ăn rất là nhiều những cái đồ ngon này, lúc nào cũng no bụng anh em ạ. Và có thể là sau Tết thì mình tăng tận mấy cân cơ. Đó là những cái chuyện về Tết Việt Nam. Nhưng năm nay thì một điều đáng buồn đó là hiện tại thì mình đang ở khá là xa quê và mình không có nghỉ nhiều ngày để về quê được. Và những ngày cận Tết thì vé xe, tàu này rồi là tất cả mọi thứ của chúng ta đều được lên giá luôn. Và thật sự là để về quê một vài ngày ăn Tết nó quá khó khăn đối với mình các bạn ơi. Thì thật sự là mình còn chẳng có tiền mà về quê nữa cơ. Tết đến thì ai cũng muốn về quê ăn Tết cả. Không phải là mình không muốn về, nhưng thật sự là cuộc sống bây giờ nó có quá nhiều thứ nó khó khăn. Thôi thì năm nay dẫu sao thì cũng sẽ ăn Tết cùng Free Fire này, cùng với Ngan này, cùng với tất cả những cái bạn fan đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo nhá. Mình sẽ làm thêm một số những cái event này, những cái chương trình cho anh em xem. Đơn giản là bởi vì là Tết này là Tết mà Sĩ Kẹo sống chết với game Free Fire luôn. Nói thế thì nó lại kiểu như là sống chết, nghe kiểu nó sao sao á. Nhưng mà nói chung là Tết này thì Kẹo sẽ sống hết mình với game Free Fire nha mọi người. Rồi nha. Mọi người ơi, thì cũng rất là vui vì sau những cái video tâm sự như thế này thì mình được mọi người hiểu nhiều hơn này, được mọi người yêu quý nhiều hơn này. Và nếu như mà các bạn có bất cứ một cái góp ý gì ấy thì các bạn hãy cứ comment ngay bên dưới video thì Kẹo sẽ làm video để chiều lòng anh em nhé. Nên là anh em yên tâm đi. Đấy, mình sẽ tranh thủ này, mình sẽ trả lời những cái comment của các bạn nha. Và anh em ơi, nếu như mà các bạn yêu quý Sĩ Kẹo này, các bạn thấy những cái nội dung từ kênh Sĩ Kẹo hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cho video nhé. Giờ thì hôm nay tâm sự với mọi người cũng nhiều rồi, nên là mình cũng sẽ kết thúc video này tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều và chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ này. Bye bye anh em.